mọi người, Thư đã quay trở lại trong video mới. Và trong video ngày hôm nay, Thư sẽ chia sẻ với mọi người một vài loại eyeliner mà Thư đã từng thấy. Và Thư mong rằng video này nó sẽ giúp ích cho những bạn đang tập kẻ mắt nè, cũng như là những bạn đang tìm kiếm những cái sản phẩm kẻ mắt mới để có thể phục vụ cho cái nhu cầu kẻ mắt của mình. Và nếu như mọi người quan tâm đến chủ đề này thì hãy nhớ xem hết video ngày hôm nay của Thư nha. Dạng eyeliner đầu tiên Thư muốn chia sẻ với mọi người đó chính là dạng chì. Dạng chì á thì Thư thấy có dạng chì chuốt và chì treo. Trên tay của Thư đang là chì treo của BA. Thì cây chì này chính là cái cây chì mà Thư up hình lên Instagram nói với mọi người là phải cần tận tâm thì mới chuốt được đầu chì, thì là cây chì này đây. Dạng chì chuốt á thì trước đây Thư cũng có, nhưng mà khi mà chuốt nhọn á, kẻ mắt á nó hơi đau một xíu, cho nên là Thư không có dùng chì chuốt nữa, mà Thư dùng cái dạng chì treo như thế này. Cái dạng chì treo như thế này á, bây giờ Thư thấy là họ ra thêm cái loại đầu nhỏ luôn, dễ dàng cho những cái bạn mà không có chuốt cái đầu chì được á, thì các bạn có thể mua cái loại mà đầu chì nhỏ các bạn sử dụng thì nó sẽ tiện hơn. Còn cây này á thì Thư mua là đầu to, cho nên là khi mà nó bị tưa đầu xíu á thì Thư phải chuốt cái đầu chuốt của nó sao nè. Đó, đây Thư sẽ cho mọi người xem cái đầu chuốt. Thì Thư đã chuốt mấy lần rồi cho nên là nó hơi dơ một xíu. Đó, cũng review sơ với mọi người là cây chì này của BA là Lost Auto Gel Eyeliner. Cái cây chì này á thì Thư mua cái phiên bản mới, bởi vì là Thư nghe nói á, cái phiên bản mới nó được cải tiến về cái chất chì hơn so với cái phiên bản cũ, cho nên là Thư đã mua cái cây chì này. Và thật sự là nó có cải tiến hơn cái chất cũ thiệt sự, bởi vì cái cây cũ á, cái cây mà mọi người thấy là những cái chị beauty blogger ở bên Hàn dùng trong những cái năm mà 2017, 2016 á, là cái dạng chì cũ á, thì cái chất của nó khô hơn rất là nhiều. Thậm chí là Thư để tầm khoảng một tuần Thư không có sử dụng đến là mở ra nó rất là khô rồi, kê lên mắt vẽ là nó không thể nào ra được màu luôn á. Cho nên là Thư chỉ dùng một chút xíu của cái chì bản cũ thôi là Thư đã cho em nó đi mất rồi. Tiếp theo là dạng thứ hai. Dạng thứ hai này đó chính là dạng nước mà mọi người chắc rất là quen thuộc. Dạng nước thì có dạng bút dạ giống như Thư đang cầm nè. Đó. Hoặc là một cái là nó có ở trong cái ống á mọi người, rồi nó có cái cọ luôn. Thì Thư cũng đã sử dụng qua hai cái dạng này rồi. Và cá nhân của Thư cảm thấy á, khi mà sử dụng cái dạng bút dạ nó dễ điều chỉnh hơn. Mặc dù á là cái dạng bút dạ này cái đầu nó có thể to hoặc là nhỏ, còn cái mà cái dạng nước mà nó có cái kẻ luôn á thì nó cái đầu nó mảnh hơn, dường như là nó dễ kẻ hơn. Thì khi mà các bạn cầm á, nó không có đủ dài, tức là cái phần nắp á, thường cái phần nắp nó chỉ có bề lớn này thôi, và nó không có đủ dài để các bạn cầm, để các bạn có thể tùy mà các bạn vẽ. Cho nên là cá nhân của Thư cảm thấy khi mà dùng cái bút dạ này á thì nó dễ, nó có cái chiều dài nè, cầm á nó dễ kẻ lên mắt của mình hơn, dễ điều chỉnh được cái đường kẻ eyeliner của mình hơn. Tiếp theo dạng thứ ba, chắc dạng này mọi người cũng đã biết rồi, đó chính là dạng gel. Thì dạng gel á, Thư thấy là thường những bạn nào mà hay make up quen tay rồi, những bạn make up đã, nói chung là đã chắc tay rồi á, thì các bạn mới thường sử dụng dạng gel. Bởi vì cái dạng gel này á, tuy là dùng cây cọ kẻ á, thì nó đơn giản hơn là dùng bút, nhưng mà nếu như đi sai một chút thôi là nó để lại cái màu rất là đậm ở trên mắt của mình, khó mà bôi được. Với lại những bạn nào mà biết kẻ mí trong á thì các bạn mới sắm cho mình một cái hũ treo để kẻ. Thật ra cá nhân của Thư cũng rất là ít sử dụng dạng treo. Khi nào mà Thư chụp hình hay là quay video mà muốn nhìn cái đường kẻ mắt của mình thiệt là rõ thì Thư mới sử dụng dạng treo. Với lại dạng treo nó sẽ có một cái nhược điểm như thế này, mà cái nhược điểm này do cái tay mình góp phần. Đó chính là nếu như mà các bạn kẻ cái mí trong bằng dạng treo á, mà các bạn kẻ nó dính lông mi quá nhiều á, thì chắc chắn sau khi các bạn kẻ tầm 2 tiếng đến 3 tiếng là ở dưới mắt này của mình á, nó sẽ bị lem đen xuống. Đó là cái lý do tại sao mà nó bị lem đen xuống, mà mọi người kêu là ủa cái treo này nói là chống nước chống dầu mà sao khi mà mình kẻ lên thì nó lại bị lem. Thì đó là cái lý do vì vậy á, cho nên các bạn nên cẩn thận khi mà dùng để kẻ cái mí trong á, thì mọi người thao tác như thế nào đó để làm
dính vào lông mi của mình ít nhất có thể thì nó sẽ bớt được cái lem khi mà chúng ta để một thời gian dài. Rồi, dạng thứ tư cũng là dạng cuối cùng, đó chính là dạng phấn bột. Thì cái dạng phấn bột này á, cái dạng phấn bột như thế này, hiện tại thông thường Thư thấy là các bạn lấy màu mắt để làm eyeliner. Thì cá nhân Thư cũng vậy á, những cái nào mà makeup hằng ngày á, Thư không cần phải quá sắc nét, nói chung là hằng ngày đi học hằng ngày á, thì Thư cũng hay dùng phấn mắt để làm eyeliner. Và thường Thư sẽ chọn cái màu phấn mắt nâu đậm, thật là đậm á, thì khi mà kẻ lên nó mới thấy. Nhưng mà trước đây Thư đã từng thấy cái loại mà phấn bột dùng để kẻ mắt, tức là phải xịt ướt cây cọ, sau đó chấm vô cái phần bột thì nó mới ra được eyeliner. Nó sẽ giống như là cái dạng nước này nè, nhưng mà đó là bột. Tức là cái cảm quan khi mà nhìn kẻ lên đó, nó sẽ giống như là dạng nước, nhưng mà thiệt ra là từ bột kẻ ra. Thì bây giờ Thư không còn thấy cái dạng đó nhiều ở trên thị trường nữa. Hay phải nói khác hơn là Thư đã thấy nó mất tích khá là lâu rồi á. Thư không có nhìn thấy những người xung quanh mình xài á, cho nên là Thư nghĩ nó mất tích lâu rồi. Trong 4 loại nãy giờ Thư giới thiệu với mọi người á, thì cá nhân của Thư thích nhất là cái loại bút dạ nước như thế này. Bởi vì cái loại này á, nó rất là dễ kẻ, bởi vì cái đầu bút dạ nó khá là nhỏ mọi người, cho nên là cái đường eyeliner của mình kẻ cái phần đuôi á, nó rất là dễ kẻ cái phần đuôi. Mọi người hay thích kẻ cái phần đuôi nó mảnh đúng không? Thì bút dạ dễ làm được cái chuyện đó nhất so với tất cả những thứ mà nãy giờ Thư giới thiệu với mọi người. Giống dài nãy giờ rồi thì cuối video Thư sẽ gợi ý cho mọi người cái cách để bảo quản eyeliner của mình từ sáng đến chiều tối mà nó vẫn còn y nguyên trên mắt của mình, mặc cho là trời nắng nóng hay là những bạn nào có mí dầu thì các bạn có thể áp dụng cách này. Đầu tiên chúng ta có thể sử dụng cái dạng treo như thế này nè, chúng ta viền ở cái phần sát chân mi cũng như là ra luôn phần đuôi. Sau đó các bạn sẽ dùng cái dạng nước như thế này á, các bạn viền lại cái đường các bạn vừa mới tô treo xong. Sau khi các bạn dùng dạng nước xong thì các bạn hãy để cho nó khô một chút xíu, rồi chúng ta sẽ dùng cái phấn bột á. Tùy theo là các bạn sử dụng dạng nước màu nâu hay màu đen thì các bạn sẽ chọn cái phấn bột màu đó ha. Các bạn sẽ viền lên cái phần đuôi á, cái việc bạn viền lên ở trên phần đuôi một chút xíu. Bởi vì thông thường chúng ta hay dụi mắt là chúng ta dụi đi cái phần đuôi á, cho nên cái phần đuôi này các bạn nên thêm một chút phấn bột thì nó sẽ giữ được lâu hơn. Thư mong rằng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp ích được cho những bạn đang tìm kiếm loại eyeliner mà các bạn mong muốn, cũng như là những bạn vừa mới tập tài makeup, các bạn đang rất là rối loạn không biết chọn loại eyeliner nào. Thì qua video này Thư nghĩ là mọi người đã chọn được rồi đúng không? Và rất cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay của Thư. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong video thứ 6 hàng tuần. Nếu như thích video này thì đừng quên like và đăng ký kênh của Thư phía bên dưới nhé. Và cảm ơn mọi người một lần nữa. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.